một phụ nữ dùng dây chuyền giả lừa chủ tiệm vàng. Người phụ nữ đã dùng hai sợi dây chuyền vàng một thật, một giả giống hệt nhau để lừa chủ tiệm vàng cầm cố. Ngày 9 tháng 1, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Trần Thị Trang, 37 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Trang đến tiệm vàng ở xã An Phước, huyện Long Thành để cầm một sợi dây chuyền. Tại đây, Trang lấy ra một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng một lượng và giấy mua vàng để tên doanh nghiệp tư nhân vàng bạc CD đưa cho nhân viên của tiệm kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nhân viên tiệm vàng báo giá cho Trang sợi dây chuyền cầm được 45 triệu đồng. Tuy nhiên, Trang không đồng ý cầm số tiền đó nên đã lấy sợi dây chuyền này cất vào túi áo. Nhưng ngay lập tức Trang lấy một sợi dây chuyền khác giống hệt sợi dây trước đó nhưng thực chất là vàng giả, đưa lại cho nhân viên và yêu cầu được cầm với giá 47 triệu đồng và được chủ tiệm vàng đồng ý. Sau khi đưa tiền cho Trang, chủ tiệm vàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả nên đã giữ lại trình báo cơ quan công an.